Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lực thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Giám mục đột quỵ ngay trong thánh lễ đã qua đời. Cây thánh giá trước ngực của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI vẫn mất tích khi tên trộm đối mặt với án tù. Thông điệp phục sinh của nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Giám mục đột quỵ ngay trong thánh lễ đã qua đời. Đức giám mục Anthony Pasco Ribello của giáo phận Francistown ở Botswana đã qua đời sau khi ngài ngã gục trong thánh lễ vào hôm thứ Bảy ngày 4 tháng 5, giáo phận xác nhận. Thành viên gốc Kenya của Hiệp hội Lời Chúa gốc Ấn Độ đã bước sang tuổi 74 vào ngày 18 tháng 3. Một tuyên bố của Hội đồng Giám mục Công giáo Botswana công bố cho biết đức cha Ribello đã chết sau đó tại bệnh viện. Tất cả chúng tôi đều bị sốc và chúng tôi chờ đợi những sắp xếp tiếp từ Hiệp hội Lời Chúa và Tổng đại diện giáo phận, tuyên bố cho biết. Đức cha Ribello được bổ nhiệm làm bản quyền địa phương của giáo phận Francistown vào ngày 7 năm 2021. Ngài được thụ phong linh mục dòng Ngôi Lời vào tháng 5 năm 1977. Đức cha Ribello là một trong ba thành viên tiên phong của Hiệp hội Lời Chúa ở Kenya vào năm 1984. Các ngài đã mở cơ sở truyền giáo đầu tiên tại Kayole thuộc Tổng giáo phận Nairobi của Kenya và sau đó là cơ sở truyền giáo Kaba Tula tại giáo phận Meru của đất nước. Là cựu sinh viên của Đại học Giáo hoàng Gregorio có trụ sở ở Roma, Đức cha Ribello trước đây từng là bề trên tỉnh của Hiệp hội Lời Chúa ở Kenya và cha sở giáo xứ ở Angola. Trước khi được bổ nhiệm làm giám mục, ngài từng là linh mục chính xứ của giáo xứ Holy Cross Mododisene thuộc giáo phận Gaborone ở Botswana. Trong một tuyên bố ngày 4 tháng 5, các thành viên của Hội đồng Giám mục Công giáo Nam Phi gọi tắt là SCICBC đã chia sẻ lời chia buồn chân thành của các ngài. Tin tức về sự qua đời bất ngờ của đức cha Anthony Ribello đã đến với chúng tôi. Chúng tôi rất sốc và buồn trước tin này. Đức cha Sithembele Sipuka, chủ tịch SCIBC cho biết, thay mặt SCIBC, tôi gửi lời chia buồn chân thành tới giáo phận Francistown, Hiệp hội Lời Chúa và gia đình ruột thịt của ngài. Xin tất cả mọi người được an ủi bởi sự thật rằng đức cha Ribello là một người khiêm tốn với đức tin mạnh mẽ và gương mẫu, người mà chúng ta tin rằng hiện đang ở cùng với Chúa Phục sinh của ngài. Cầu mong tất cả anh chị em được an ủi và cầu mong đức cha Ribello yên nghỉ, đức cha Spipuka nói. Vào tháng 4 năm 2022, đức cha Ribello bị thương nặng sau một cuộc tấn công của bọn cướp. Theo báo cáo, ngài đã bình phục sau vụ tấn công sau khi trải qua nhiều ngày nằm viện. Ở Botswana, đức cha Ribello được biết đến với một vụ phục vụ người di cư và người tị nạn. Trong một cuộc phỏng vấn với ACI Africa, đối tác tin tức của CNA ở Phi Châu, đức cha Ribello đã nói về những người tị nạn mà vị giám mục của ngài đang tiếp đón, những người mà ngài nói là người bản xứ, Burundi, Angola, Zimbabwe và Uganda. Giáo phận này là một giáo phận thân thiện, các nữ tu và các linh mục rất nồng nhiệt chào đón, và họ đã đến thăm trại giam và trung tâm tị nạn. Cá nhân tôi đã đến thăm cả hai trung tâm và chúng tôi và chúng ở trong trái tim chúng tôi. Trong cuộc phỏng vấn, đức cha Ribello nhấn mạnh đến hình thức tông đồ tại các trung tâm giam giữ và tị nạn, bao gồm cả những người không có giấy tờ hợp lệ đang di chuyển, bị giam giữ tại trại tị nạn Trukwi. Ngài nói, giáo hội đang làm rất nhiều việc để hỗ trợ những người di cư và tị nạn. Chúng tôi đáp ứng các nhu cầu về tinh thần, tình cảm và thể chất của họ. Chúng tôi cũng đang cố gắng cung cấp sự giúp đỡ về mặt tinh thần. Đức cha Ribello than thở rằng, nhân quyền của người di cư và người tị nạn ở quốc gia Nam Phi này đang bị vi phạm và nhấn mạnh rằng tất cả trẻ em đều có quyền được đến trường. Ngài tiếp tục cảnh báo chống lại sự phân biệt đối xử và tình cảm bài ngoại đối với người di cư và người tị nạn. Chúng ta nên chú ý đến ngôn ngữ của mình. Chúng ta không nên gọi người khác bằng những cái tên xấu có thể loại trừ họ.
Cây thánh giá trước ngực của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 vẫn mất tích khi tên trộm đối mặt với án tù. Người đàn ông bị bắt vì trộm thánh giá đeo trước ngực do cố giáo hoàng Benedicto thứ 16 để lại cho một giáo xứ ở quê hương Bavaria của ngài hiện đang phải đối mặt với án tù. Theo CNA Deutsch, đối tác tin tức tiếng Đức của CNA, tòa án quận Trostein hôm thứ Hai đã kết án một công dân Tiệp, 53 tuổi, 2 năm, 6 tháng tù. Thủ phạm, người mà nhà chức trách mô tả là một tên trộm hàng loạt có tiền án phạm tội ở một số quốc gia Âu Châu, đã để lại dấu vết tại hiện trường vụ án dẫn đến việc nhận dạng và bắt giữ hắn. Tuy nhiên, truyền thông địa phương đưa tin cây thánh giá vẫn bị mất tích và bản án có thể vẫn bị kháng cáo. Tòa án đã nghe luật sư của bị cáo nói rằng thân chủ của anh ta đã đánh cắp cây thánh giá đeo trước ngực vì anh ta cảm thấy nó đáng ăn trộm và được bán nhờ hình thức bên ngoài của nó. Cây thánh giá có chiều dài khoảng 5,9 inch, được chế tác từ bạc mạ vàng và được trang trí bằng một viên đá quý. Mặc dù thẩm phán đã làm gián đoạn phiên tòa hai lần để cho bị cáo và luật sư của anh ta có thời gian gọi cho một cộng sự mà anh ta được cho là đã đưa cây thánh giá để cất giữ an toàn, mọi nỗ lực liên lạc với người cộng sự đều không thành công, khiến cây thánh giá vẫn chưa được biết ở đâu. Trước khi tuyên án, bị cáo đã đích thân phát biểu trước tòa, nói rằng anh ta biết rằng danh sách các bản án trước đây của anh ta dài đến mức có vẻ không đáng tin cậy. Tuy nhiên, ông hứa rằng cây thánh giá sẽ trở lại với Trostin, truyền thông nhà nước Bavaria đưa tin. Cảnh sát cho biết vào thời điểm xảy ra vụ trộm, giá trị của cây thánh giá đối với giáo hội công giáo là không thể định lượng được. Cựu Hồng Y Joseph Ratzinger sinh ra trong cộng đồng Mark Am Inn, nhỏ bé ở Bavaria. Khi Joseph được 2 tuổi, cha ngài chuyển cả gia đình đến Trostin, nơi ngài theo học tại chủng viện. Vị cố giáo hoàng đã cử hành thánh lễ đầu tiên với tư cách là một linh mục mới được thụ phong tại St. Oswald's vào năm 1951. Sau khi trùng tu vào năm 2020, cây thánh giá đã được trưng bày trong tủ trưng bày đã bị tên trộm phá hỏng. Thông điệp phục sinh của nhà lãnh đạo giáo hội công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương. Nhà lãnh đạo giáo hội công giáo Đông Phương Ukraine, Đức Tổng giám mục Sviatoslav đã chúc mừng tất cả các tín hữu và những người thiện chí nhân ngày lễ tươi sáng Chúa Kitô phục sinh. Ukraine. Ваше Пресвященство Владико Михаїле, наш одеський екзарше, Пресвященні Владики, які так численно сьогодні прибули на це торжество, все світліші, все чесні, преподобні отці. Tôi xin chúc mừng tất cả các bạn nhân ngày lễ chiến thắng của Chúa Kitô. Nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương nói trong lời chúc phục sinh. Trong lời chúc phục sinh, Đức Tổng giám mục Sviatoslav đã khẳng định rằng Đấng cứu thế phục sinh mặc khải mầu nhiệm về nỗi đau khổ trần thế của con người và con đường dẫn đến ơn cứu độ, thậm chí cả ý nghĩa của cái chết của con người, vì chúng ta thấy rằng cuộc sống sau cái chết thực sự tồn tại. Hôm nay chúng ta cảm thấy Ukraine đang bị đóng đinh trên thập tự giá cùng với Chúa Kitô, chính Đấng cứu thế đã chịu đau khổ trong thân xác của người dân Ukraine. Điều này mang lại ý nghĩa cho sự đau khổ của chúng ta và đóng vai trò như một nguồn sức mạnh và sức sống để chúng ta chiến thắng. Thật vậy, ngày nay Chúa Kitô thậm chí còn chết trong thân xác những người lính của chúng ta trên chiến trường. Chúa Kitô là người bị tra tấn trong sự giam cầm ở Nga, bị chế nhạo và một lần nữa bị nhổ nước bọt bởi tất cả những kẻ phủ nhận phẩm giá của con người trong thế giới hiện đại. Nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương bảo đảm rằng Chúa Kitô đã chịu đau khổ để Ngài có thể sống lại. Đức Tổng giám mục Sviatoslav đã chúc mừng mọi người về bữa tiệc chiến thắng của Chúa Kitô. Trong đó chúng ta là những người tham dự và kêu gọi hãy vui mừng trong ngày lễ đó. Xin Chúa phục sinh của chúng ta, Đấng đã bước qua cánh cửa khóa kín để đến với các môn đệ của Người, vượt qua những bức tường mà đằng sau đó các tù nhân chiến tranh của chúng ta đang thực sự đau khổ ngày nay.
Hãy để Ngài đi qua hàng rào thép gai, nơi giam giữ anh em chúng ta ở những vùng lãnh thổ bị tạm chiếm. Xin Ngài vượt qua những cánh cửa khóa chặt của nỗi sợ hãi của chúng ta và mở ra cho chúng ta những triển vọng mới cho một tương lai tốt đẹp hơn. Xin Chúa Kitô phục sinh đến với mọi gia đình Ukraine, bất kể anh chị em ở đâu, ở Ukraine hay ở nước ngoài xa xôi, tại các khu định cư, dù trên lãnh thổ tự do của quê hương chúng ta hay trên vùng đất bị tạm chiếm. Xin Chúa Kitô phục sinh mang đến cho anh chị em niềm vui của Ngài. Tôi chúc tất cả anh chị em một kỳ nghỉ lễ phục sinh vui vẻ, một quả trứng phục sinh ngon lành và niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng của Ukraine trong ngày lễ này. Chúa Kitô đã sống lại, Ngài đã thực sự sống lại. Huấn đức của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Chủ nhật 12 tháng 5, giáo hội trên toàn thế giới cử hành lễ Chúa lên trời. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Và bây giờ, tôi xin chúc giới trẻ Genoa một Chủ nhật vui vẻ. Hôm nay tại Ý và các quốc gia khác, lễ Chúa lên trời được cử hành. Tin mừng Thánh lễ kể rằng, Chúa Giêsu sau khi ủy thác nhiệm vụ tiếp tục công việc của Người cho các tông đồ, đã được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Marco chương 16 câu 19. Đây là những gì tin mừng nói. Người được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Việc Chúa Giêsu trở về với Chúa Cha đối với chúng ta không phải là sự tách biệt của Ngài với chúng ta, mà giống như việc đưa chúng ta đến đích là thiên đàng. Giống như khi ở trên núi, người ta leo đến đỉnh, người ta bước đi một cách khó khăn và cuối cùng, ở một ngã rẽ trên đường, chân trời mở ra và người ta nhìn thấy toàn cảnh. Sau đó, toàn bộ cơ thể tìm thấy sức mạnh để vượt qua chặng đi lên cuối cùng. Toàn bộ cơ thể, cánh tay, chân và mọi cơ bắp căng lên và tập trung để đạt đến đỉnh cao. Và chúng ta, giáo hội chính là thân thể mà Chúa Giêsu sau khi lên trời kéo theo với Người, giống như một đoàn người bị buộc dây. Chính Ngài là đấng đánh thức chúng ta và thông truyền cho chúng ta bằng lời Ngài và ân sủng của các bí tích, vẻ đẹp của quê hương mà chúng ta đang hướng tới. Do đó, chúng ta cũng vậy, các chi thể của Ngài. Chúng ta là các chi thể của Chúa Giêsu, cùng nhau tiến lên với niềm vui với Ngài, Người lãnh đạo của chúng ta. Biết rằng bước đi của một người là bước đi của tất cả mọi người, và không ai bị lạc lối hay bị bỏ lại phía sau, bởi vì chúng ta chỉ là một thân thể. Colossae chương 1 câu 18, Corinto thứ nhất chương 12 câu 12 đến câu 27. Hãy lắng nghe thật kỹ, từng bước một, từng nấc thang một, Chúa Giêsu chỉ đường cho chúng ta. Những bước phải được thực hiện là gì? Tin mừng hôm nay nói: rao giảng tin mừng, rửa tội, trừ quỷ, bắt rắn, đặt tay trên người bệnh. Marco chương 16 câu 16 đến câu 18. Tóm lại là thực hiện những công việc của tình yêu thương, ban sự sống, mang lại niềm hy vọng, tránh xa mọi hình thức xấu xa và hèn hạ, lấy điều thiện đáp trả sự dữ, gần gũi những người đau khổ. Đây là từng bước một. Và càng làm như vậy, chúng ta càng để cho Chúa Thánh Thần biến đổi, càng noi gương Ngài. Như khi ở trên núi, chúng ta cảm thấy không khí xung quanh trở nên nhẹ nhàng và trong lành. Chân trời rộng mở và đích đến gần kề. Lời nói và cử chỉ trở nên tốt đẹp, tâm trí mở rộng và thở. Và vì vậy chúng ta có thể tự hỏi, lòng khao khát Thiên Chúa, lòng khao khát tình yêu vô hạn của Ngài, sự sống vĩnh cửu của Ngài có sống động trong tôi không? Hay tôi hơi đờ đẫn và bị neo chặt vào những thứ phù phiếm, tiền bạc, thành công hay niềm vui? Và liệu lòng khao khát thiên đàng có cô lập tôi, nó có phong ấn tôi, hay nó khiến tôi yêu thương anh chị em mình với tấm lòng bao dung và vị tha? Cảm thấy rằng họ là những người bạn đồng hành của tôi trên hành trình hướng về thiên đàng,
Xin Mẹ Maria, Đấng đã đến đích, giúp chúng ta cùng nhau vui vẻ bước đi hướng tới vinh quang nước trời. Sau khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha nói thêm như sau: Anh chị em thân mến, khi chúng ta cử hành lễ thăng thiên của Chúa Phục Sinh, Đấng giải thoát chúng ta và muốn chúng ta được tự do, tôi nhắc lại lời kêu gọi trao đổi chung tất cả các tù nhân giữa Nga và Ukraine, bảo đảm rằng Tòa Thánh sẵn sàng ủng hộ bất kỳ nỗ lực nào về vấn đề này, đặc biệt là đối với những người bị thương nặng và bị bệnh. Và chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine, ở Palestine, ở Israel, ở Miến Điện. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình. Hôm nay là ngày Thế giới Truyền thông Xã hội, với chủ đề trí tuệ nhân tạo và trí tuệ của trái tim. Chỉ bằng cách khôi phục lại sự khôn ngoan của trái tim, chúng ta mới có thể giải thích được những đòi hỏi của thời đại và khám phá lại con đường hướng tới sự truyền thông nhân bản trọn vẹn. Chúng ta gửi lời cảm ơn tới tất cả các nhân viên truyền thông vì công việc của họ. Hôm nay nhiều quốc gia kỷ niệm Ngày của Mẹ. Chúng ta hãy nghĩ tới tất cả các bà mẹ với lòng biết ơn, và chúng ta cũng cầu nguyện cho các bà mẹ đã lên thiên đàng. Và chúng ta hãy phó thác các bà mẹ cho sự bảo vệ của Đức Maria, Mẹ Thiên Quốc của chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho tất cả các bà mẹ. Tôi xin chào những người hành hương đến từ Roma và nhiều vùng khác nhau của Ý và thế giới, đặc biệt là những người đến từ Hung Gia Lợi và Malta, các sinh viên của Colegio da São Tomás của Lisbon và các ban nhạc đến từ Áo và Đức, những người tỏ lòng tôn kính tưởng nhớ Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Họ chơi rất tốt. Cảm ơn. Tôi cũng chào các tín hữu Pissarro, Cagliari, Giulia Nova Lido và những người từ Ponte su Mencio đến bằng xe đạp, những người hiến máu AVIS, Hiệp hội Núi Trẻ Turin, các ứng viên thêm sức từ Genoa và những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đau cơ sơ hóa vào ngày dành riêng cho bệnh lý này. Tôi xin cảm ơn những người tổ chức cuộc triển lãm ảnh Những Thay Đổi được trưng bày bên dưới hàng cột của quảng trường Thánh Phêrô. Những bức ảnh từ khắp nơi trên thế giới ghi lại vẻ đẹp của ngôi nhà chung của chúng ta, món quà của Đấng Tạo Hóa mà chúng ta buộc phải bảo vệ. Tôi mời bạn đến thăm triển lãm này. Tôi chào tất cả anh chị em và các bạn trẻ của Immacolata. Tôi chúc mọi người một ngày Chủ nhật vui vẻ và một chuyến đi tốt đẹp đến Genoa. Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và xin chào tạm biệt. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.